Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và nhân dịp là mình vừa mới lấy nương ở bên Nemo thì hôm nay là mình sẽ chiêu đãi thằng Toàn Barbie Sai này một món lẩu tôm hùm. Thì vừa nãy bọn mình vừa mới đi mua tôm hùm về các bạn ạ. Thì ở đây bọn mình có hai con này, Toàn bóc ra cho bọn mình xem. Đây thì có một con bự với một con bé. Thì hôm nay là bọn mình sẽ làm món lẩu tôm hùm nhé các bạn. Đó. Một con là cỡ mấy lạng nhỉ? Ôi, một con rồi. Con này một ký mốt. Con này một ký mốt, còn con này là 6 lạng hay 7 lạng gì đấy. 7 lạng 8. Con này 7 lạng 8, con này một ký mốt này đó anh em. Đấy thì bây giờ thì bọn mình sẽ xuống và làm cái lẩu tôm hùm nha. Thì kiểu mơ ước của Toàn ấy là nó được ăn chân cua hoàng đế các bạn ạ. Vì thế mà nếu như cái clip này mà đạt được 30.000 like 30.000 like. 30.000 like. 30.000 like thì anh sẽ mua lẩu chứ mua cuồng đế và lẩu cho em. Ok không? Ok. Vì thế nếu các bạn muốn nhìn thấy cái mặt đồi của thằng này ăn cuồng đế nhá thì các bạn hãy like mạnh lên, đủ 30.000 like thì mình sẽ làm clip cuồng đế cho các bạn xem. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống và chế biến nào. Let's go. Let's go. Ok, bây giờ thì Toàn đệ sẽ bóc cái con tôm hùm này ra nha. Con này là một ký mốt này các bạn. Đó. Thì bọn mình không có điều kiện kinh tế cao nên là chỉ mua được mấy con tôm hùm đông lạnh thôi các bạn ạ. Tuy nhiên là giá nó vẫn rất là chát. Thì con này là con 7 lạng 8 này, là cỡ 8 lạng đấy. Đó các bạn nhìn này. Wow, khá là to, nó to gần bằng cái thân của Toàn luôn này. Đó. Thấy không? Để xem bóc ra bên trong như thế nào nhá. Rồi đây, giới thiệu các bạn đây là con tôm hùm đông lạnh. Đó, bây giờ thì bọn mình sẽ làm hai con này nhá. Một con thì bọn mình sẽ bỏ thẳng vào, còn một con thì bọn mình sẽ chặt nó ra. Con này nó bự quá, sẽ phải chặt nó ra thành từng miếng nhỏ nhỏ đấy để vào nồi các bạn ơi. Chứ để nó nguyên con này thì không vừa. Cái nồi nhà mình cũng rất là to nhưng con này nó to hơn cái nồi nhà mình cho nên là không vừa các bạn ạ. Đấy. Gương mặt có tâm này. Đấy. Toàn đệ. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống làm nhé các bạn. Các bạn thấy con tôm hùm mình to không? Rồi các bạn ơi, thì đây là cái con tôm nhỏ mình đã bỏ cả con vào trong cái nồi rồi. Đây, con tôm nhỏ đây. Thì ở đây là con tôm to mình đã chặt ra nha. Một hồi thì sẽ vứt từng khúc của nó vào trong cái nồi lẩu này. Thì lúc đấy thằng Toàn nó có cầm chả cá thác một cái lẩu cá thác lác lên đây. Thì đây có thác lác xay này. Đây có một cái mỡ xanh nữa. Đây, và bên đây có thêm cá viên với cả là rau nữa các bạn ơi. Thì có rất là nhiều thứ cho nên là chắc là không cần ăn bún đâu, Toàn nó mang thêm cả bún nữa với cả mắm nữa. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta sẽ chấm với mỡ xanh nha, cho nên là cũng không cần mắm lắm. Rồi, đây thì bây giờ Toàn sẽ bỏ đồ đi. Sẽ bỏ bỏ mỡ xanh ra bát đi. Rồi, bỏ mỡ xanh xong rồi. Tiếp theo sẽ là bỏ chả cá thác lác vào nhá. Mình sẽ bỏ tôm hùm vào luôn. Bỏ mấy miếng vào cho nó chín cho nó nhanh các bạn ạ. Ok. Bây giờ Toàn sẽ bỏ chả cá thác lác vào nhá. Bây giờ sẽ bỏ thêm cả hành lá cũng như hành phi vào nhá các bạn. Đó. Hấp dẫn. Rồi cuối cùng sẽ là cái viên chiên nha. Đây. Ok. Rồi và bây giờ thì cái bàn đã hoàn thiện rồi các bạn ơi. Thì con tôm này nãy giờ là 15 phút rồi. Mình nghĩ là nó đủ để chín rồi. Chắc là mình sẽ để ra ngoài đây cho nó đẹp đã. Đó. Con này lẽ ra là phải chặt hết ra đấy các bạn. Tuy là để như thế này thì nó sẽ đẹp hơn này. Đó thấy không? Để nguyên con này đó, anh em nhìn nó sẽ mát mắt hơn. Đó anh em thấy không? Nhìn rõ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái nồi lẩu cá thác lác tôm hùm nha các bạn. Toàn bỏ nấm vào đi. Bây giờ Toàn sẽ bỏ nấm vào nhá. Ok. Mình vừa bỏ rất là nhiều cá viên vào này, cũng như là cả thịt tôm hùm này các bạn thấy không? Những cái miếng thịt nó rất là bự. Đó, bỏ hết luôn anh. Ừ, bỏ hết nấm vào đi. Bỏ một nửa nấm vào. Rồi, được rồi. Đó. Hấp dẫn. Đó, bỏ thêm cả rau ngót nữa. Ok. Cái mùi của lẩu nó thơm lắm các bạn ạ. Tại số là có bỏ thêm cả hành phi cũng như là bỏ thêm cả hành lá nữa cho nên nó rất là thơm. Đó, bây giờ thì ăn thôi. Đây, để anh lấy cho mày những tôm hùm ăn thử xem nào. Trời ơi. Hấp dẫn to thế nhỉ. Đây anh em bọn mình mỗi thằng sẽ thử một miếng tôm hùm. Có cái kéo á, anh kiếm cái kéo thấy sao em nó tách rồi, em nó tách sẵn rồi mày cho em nói, tao vừa tách cho mày. Đúng, em nói là nó là cái miếng này nó tách sẵn rồi đúng không? Ok, và bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng tôm hùm này nha. Rồi chậm nó ngập vào. Thank you.
Thế sao, thế sao? Nóng không, nóng không? Nó ngon cơn lưỡi về rồi các bạn ạ. Ừ. Đúng là quên lưỡi về thật. Đầu tiên là ăn miếng to như vậy à? Miếng tôm vùng to như thế. Cái miếng tôm hộp nó to, em nhai một phát là nó ngập mồm luôn. Ừ. Nó dai như là gân vậy á. Nó còn ngọt nữa. Đã thiệt. Thế chứ mình nhìn nó ăn rồi mình thèm luôn anh em ạ. Mình phải cố gắng cắt một miếng ra để mình ăn sớm sớm. Nóng quá. Nhưng mà nhìn nó ăn thèm quá anh em ạ, cho nên là mình phải cố gắng. Thịt nó dai ăn đã thì nó ngọt nữa. Ngon không? Ngon hơn cái con tôm hùm lần trước bé tí không? Chắc chắn là ngon hơn rồi anh, con này siêu phẩm. Anh bảo rồi, con này là con 1 cân đấy các bạn, 1 cân. Mà mình nghe nói là con tôm hùm nó ngon nhất là tầm 1 cân đến 1 cân rưỡi á. Bởi vì nếu to quá nó cũng không ngon, mà nhỏ quá thì nó cũng không ngon. Tầm 1 cân đến 1 cân rưỡi. Đây mới chỉ là đông lạnh thôi, chứ nếu như mà nó mà còn tươi sống thì không biết như nào nhỉ. Nó còn đang vùng vẫy ở trên hồ như thế nào nữa. Còn đông lạnh nó đang ngon như thế này rồi. Đây, miếng đuôi rồi. Đây, mời mọi người nha. Mời mọi người một miếng tôm hùm nha. Đó. Trời ơi. Cái thịt tôm hùm nó ngọt lắm các bạn. Nó dai dai, ngọt ngọt. Ủa ăn. Không biết cái dùng cái từ diễn tả nhưng mà nó ngon lắm. Cái kém. Đây. Đã quá. Ui, cái thịt này nó bự quá, phải cắt dùng kéo cắt mới được chứ không thể nào mà kiểu mà cầm muỗng hay rồi. Là cầm đũa để sắn được. Mời tất cả các bạn. Chấm nó ngập vào. Ăn cái này hương muối này nó cay mùi thật anh. Ăn nó đã vậy. Đã không? Có đã luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng chả cá, sau đó mình so sánh với lại tôm hùm nha. Đó. Mời mọi người miếng chả cá nha. Chả cá không ngon chắc mọi người không thích đâu. Chả cá này nó mềm quá, nó không được dai. Chắc chắn với cả một điều là chả cá này không ngon bằng tôm hùm. Bây giờ sẽ ăn thử chả cá thác lát nhà Toàn thế nào nhá. Khá là cay các bạn ạ. Ê, cái nước chấm này nó khá là cay. Hòa quyện với lại cái vị ngọt của tôm hùm nữa. Đó. Chả cá Toàn nó kể sáng nào nó cũng ngồi say không cả tiếng. Khá là dài lắm các bạn. Dài. Ăn nó dài dài sật sật cũng ngon. Ngon. Mình thích ăn nấm. Em cũng thích ăn nấm. Nó dai dai giòn giòn. Nó sật sật đấy. Nói chung là trong đây mình vẫn thích ăn tôm hùm nhất các bạn ạ. Nóng quá. Nó ngon lắm. Bây giờ em thử ăn không thôi, nó ngọt như thế nào. Trời ơi, nó cắn ngập mồm luôn. Nó không có bị mặn của nước biển. Nó cực kỳ ngọt luôn. Không hề bị dính một cái nước biển nào. Dai dai như gân luôn. Anh nghe đồn là cái này ấy, là người ta sau khi mà nó bắt về đó, là nó rửa sạch, người ta mới bắt đầu người ta đem đi đông đá các bạn ạ. Cho nên là cái nước biển nó không bị dính vào á. Có nhiều con thì kiểu là tôm, là cua đế á, là người ta bắt về, đó người ta đông đá luôn thì nó sẽ bị mặn các bạn ạ. Đó, nó sẽ kiểu bị mặn nữa. Ăn nó không được ngọt như kiểu là thịt tôm hùm rồi đâu. Mà con tôm hùm nó còn mắc hơn cả tôm hùm Alaska, giá gấp đôi luôn á. Mình bình thường mình tưởng là những cái gì mà nó của nước ngoài á thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà không, cái này đặc biệt tôm Việt Nam lại mắc hơn tôm nước ngoài. Chắc là tôm châu Á nhỉ. Ngon quá. Nhìn con tôm Alaska nhắc nó hấp dẫn hay cái càng đúng
Và hai càng trong đấy chắc nó cũng ngon. Cái nước ở đấy nó có thêm cả cái vị của tôm hùm nữa các bạn, nên ăn rất là ngọt. Và bình thường nó đã ngọt sẵn rồi, bây giờ nó có thêm cái vị của tôm hùm nữa, ăn nó ngọt hơn rất là nhiều. Nói chung là khá là ngon. Ok, bây giờ Toàn sẽ bóc cái con tôm này ra nha, và sau đó là thưởng thức để cho các bạn xem nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ lo cái đầu tập, nhưng mà nóng quá. Hơi nóng, hơi nóng. Đây, đưa, có cần anh bóc không? Nhìn em có vẻ không biết bóc rồi. Nóng lắm bạn ạ. Đấy, chỉ cần, em chỉ cần cầm này đúng không? Bạn qua hai bên đúng không? Còn nếu như mà nó mà cứng quá ấy, thì có thể... Đó. Ôi, nhưng mà chưa chín các bạn ạ. Nó chưa chín, cho nên bây giờ mình sẽ bỏ vào đây đun tiếp. Ôi, cái này là cái gì, gạch của nó à? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thưởng thức nhé các bạn, bởi vì cái miếng đuôi tôm nó, cái con tôm nó chưa chín ấy, cho nên mình sẽ phải tiếp tục ăn cái này thôi. À, đúng rồi, bỏ thêm nấm mà. Nhưng mà nhìn cái này nó hấp dẫn quá. Nãy giờ bọn mình đun cỡ 15-20 phút rồi mà nó vẫn chưa chín các bạn ạ. Đây các bạn ơi, thì sau một hồi thì cái miếng này đã chín rồi nha các bạn. Đó, thì chắc là để đây một tí nữa cho nó nguội bớt rồi để cho Toàn ăn. Đó, lần đầu tiên ăn tôm hùm to đó. Đó, bây giờ mình sẽ ăn tạm mấy cái này đi, mấy cái thứ gia vị kiểu cá thác lác nhà Toàn. Đó, cũng ngon. Tí mà nó còn chưa chín á. Biết cách bóc chưa? Cầm cái kéo cắt hai bên á. Hôm nọ anh xem trên mạng rồi, chỉ cầm kéo cắt hai bên rồi lấy ra là ăn được. Cái này hình như em đang nghe nó béo béo. Béo béo á. Thế nào? Hơi bị ngấy ngấy một tí cái chả cá. Anh mua cũng như chả cá cao cấp mà ăn nó không được dai các bạn. Không được dai bằng cái thằng chả cá của nhà hàng Toàn. Đây có cả gạch tôm nữa các bạn. Mới có phải gạch tôm nó được đó. Cái này cao su này. Lần trước anh ăn cao su này. Không phải đâu, em nghĩ cái này là mày trứng. Mày có ăn thử không? Trứng. Mình là trứng. Lần trước mình ăn nó dai kiểu là cao su ấy các bạn. Hoặc có thể không phải là cái này. Mình nghĩ là trứng. Trứng á. Đúng rồi. Cái này trứng ngay trên đầu nó chạy xuống lưng đó mà. Mình thì cứ có cảm giác nó là cao su các bạn. Ăn thế nào? Có dai không? Không. Bây giờ lần trước anh ăn cái miếng gì nó rất là dai. Mày béo thì lần trước anh ăn cái miếng tiết á. Cái này em nghe béo mà. Vâng. Wow. Đến đầu ra miếng được bóc sẵn rồi này. Thầy cứ ăn được những cái miếng tiết á. Mình mời các bạn một miếng nha. Miếng to luôn đấy. Trời, miếng này cắn là ngập răng luôn đấy các bạn. Ồ nóng. Ngon lắm. Tắt để chơi bớt ổn. Khá là nóng nhưng mà ngon lắm các bạn. Không phải cưỡng được. Đúng là cái này là tắt nhưng mà nó sắt ra miếng các bạn. Ăn nó rất là ngon. Tiền nào của đó. Ừ. Ăn đã đi. Nhiều bạn nói là chúng ta có thể bỏ số tiền bằng như này chúng ta mua rất nhiều tôm bình thường ăn. Nhưng các bạn ăn tôm bình thường nhiều các bạn cũng sẽ cảm thấy nó ngán thôi. Thà các bạn cố gắng để dành ăn một bữa như này xem nó thế nào. Ai cũng chỉ sống một lần thôi, chúng ta nên ăn thử những cái thứ mới xem thế nào các bạn. Ăn rồi quên mấy kia luôn. Cứ để dành tiền ăn cái này đi. Được, vậy chết. Đã quá. Rau còn ngon. Rau mà đây là rau tôm hùm chứ không phải rau lẩu bình thường đó các bạn ạ. Đây là rau lẩu tôm hùm. Hấp dẫn quá. Cái đầu này thì chắc là không biết là bên trong nó có gì không. Mặc dù cái đầu này to nhưng mà mình nghĩ là chủ yếu là ăn được cái phần đuôi của con tôm hùm nữa, bạn thấy không? Cái đầu thì rất là bự này. Thì là bây giờ Toàn sẽ ăn thử cái miếng chân tôm hùm cho anh em, miếng đuôi cái tôm hùm kia xem nó có gì. Tất cả những cái phần thịt ngon nhất mình nghĩ là nó sẽ nằm ở cái đuôi của tôm hùm.
Ồ, có nóng không? Còn nóng lắm bạn ạ. Còn nóng à? Cầm mấy kéo cắt ra. Ấy nhưng mà ăn phải cầm cái miếng ở tay thôi, quệt vào đó. Cắn kiểu cắn đùi gà đấy anh em. Ôi. Hấp dẫn. Mình nhìn là mình chảy hết nước miếng các bạn, mặc dù mình nãy giờ mình ăn có mấy miếng mà mình thấy no no luôn đấy. Cả một con 1 kg với một con 8 lạng cơ mà. Vãi đạn. Đó. Ok. Mời cả các bạn nha. Cắn ngập răng. Úi giời ơi, chu cha mà ơi, mình nhìn là úi giời ơi. Mình nhìn là mình chảy cả nước miếng à, vãi đạn. Cảm giác là thế nào? Quá. Đã thế nhỉ? Úi giời ơi. Cắn một phát ngập luôn cả cái răng, ngập hết mồm luôn. Rồi, đã thế. Cảm thấy giống đùi gà đó. Úi giời ơi, đã. Hấp dẫn lắm. Nóng hơi nóng mà bây giờ đã rồi chứ. Bây giờ ăn cái gì trong nồi nấu nó cũng ngọt hết các bạn. Hai con tôm hùm ở trong một cái nồi hầu nhỏ này là 1,5 kg đi, 1,5 kg tôm hùm trong một cái lẩu nhỏ này, bao nhiêu cái độ ngọt nó là chảy ra hết cái nồi lẩu, chủ ăn nó đã dã man. Đây là cái khả năng bóc tôm của Toàn, bóc được mà chắc không biết cái nè, cho cùi bóc mà. Rồi anh cắt hộ không? Em cắt không được. Vỏ cứng quá. Phải cắt cái đuôi rồi nhỉ? Bây giờ mình sẽ thể hiện cho các bạn cái khả năng cắt tôm hùm của mình. Mình cũng được ăn vài lần rồi cho nên là mình cũng biết cách cắt rồi các bạn ạ. Đầu tiên là các bạn sẽ cắt ở hai bên bìa nhé. Ủa này thì... em cũng cắt hai bên bìa mà em cắt đâu có đứt được đâu. Em hiểu tại sao. Vì em yếu như con sên. Phải đi tập tạ nhiều nó có sức khỏe. Cắt nữa. Ờ em tưởng giờ cái kéo, nó nhỏ mà. Như là đúng có cái kéo nhỏ thật. Cái nó nhỏ, cắt đau không tay đấy. Nhưng mà anh nghĩ là chắc là được rồi. Ủa cái vỏ con này các bạn phải tưởng tượng nó dày một lớp như vậy. Ừ nó dày lắm anh em ạ. Nó cứng. Các bạn cứ nghĩ là nó dễ bóc nhưng mà thực sự nó rất là dày. Rồi để kiếm được một chút cái tinh túy là ở bên trong thì các bạn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nó dày cộm luôn á. Ừ và nó búng vào mắt mình các bạn ạ. Không tin được luôn đấy. Chúng nó ăn. Ôi. Nó cứng giả đau tay lắm, các bạn cứ nghĩ là nó dễ, các bạn xem qua clip các bạn thấy nó dễ dàng lắm nhưng mà thực sự là rất là đau tay luôn. Tại vì nó có gai trên mà nhìn nó còn ngon đó, mình vừa cắt vừa thèm thôi các bạn ạ, vừa cắt vừa chảy nước miếng cơ. Không phải là tự nhiên cứ ngồi cắt nó dễ đâu. Ủa nó nóng á. Thề chứ đủ mọi thể loại. Nhưng mà nó hấp dẫn lắm, không thể cưỡng lại được các bạn ạ. Đây. Rồi cắt xong nhé, bây giờ Toàn nó sẽ ăn nguyên miếng cho các bạn xem. Ui một miếng như thế này các bạn nhìn. Nhìn nhỏ như thôi chứ nhìn nó to vậy. To gần bằng cái đầu Toàn. Đây là thử thách ăn tôm hùm 24 giờ ăn tôm hùm nhé các bạn. Ăn cho nó ngán đi lần sau kia. Lần sau kêu ăn tôm hùm thôi, ngán lắm, không ăn nữa đâu. Úi dồi ôi. Thấy sao? Sắp ngán chưa? Em không nói được luôn á. Chỉ cắn ngập mồm thôi mà nói được. Đau. Anh nghe nói phần tâm, cung tâm dùng để bơi. Ừ, nó chắc. Đúng rồi, nó chắc thì nó chắc. Dai. Ăn cái phần này là đã nhất luôn, cái đầu nó chả có gì đâu. Đầu tôm người ta hay chửi nhau đầu tôm ấy, thì đầu tôm chứa toàn cứt thôi các bạn ạ. Phần ngon nhất á. Ngon tôm thế là phần thân. Ăn cực kỳ ngon luôn. Nó dai ghê, nó dai dã man luôn. Đang thử. Đẹp. Nó còn nghĩ tới anh nó anh em ạ. Nó còn nghĩ tới anh nó. Ngon. Ngon. Mỗi tội là cái này nó hơi mặn, cái nước chấm nó hơi mặn một chút. Đúng không? Nước chấm nó hơi mặn một chút. Nếu như mà nó nhạt nhạt một chút nữa thì ăn sẽ ngon hơn. Nó dai lắm. Dai. Cái thịt nó ngọt, nó dai. Ủa. Con tôm này rất là chắc thịt các bạn. Các bạn tưởng tượng 1 kg mà nó chắc lắm, nó không bị óp lắm. Ủa. Ăn thì kiểu từng miếng thịt nó đang vả vào mồm của mình.
ngay rồi. Hãy cảm nhận, hãy nhắm mắt và cảm nhận anh em ạ, từng chút hương vị rồi hòa quyện vào trong miệng của chúng ta. Ngon rồi. Thật sự nghe hết nổi, cắn hai cái rồi no luôn rồi. Rồi. Ít ra thì em tôi nó cũng vẫn còn nhớ đến tôi các bạn ạ. Đây nè. Mời mọi người nhá. Đã quá. Tuyệt vời. Perfect. Tuyệt vời. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái clip của Vũ Đại Ca và Toàn Đệ Đệ. Và nếu các bạn thấy thích cái video này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho bọn mình nhá. 30.000 like. Quên 30.000 like thì Toàn sẽ được ăn chân cua hoàng đế. Và cảm nhận của em thế nào khi ăn cái này? Cảm em thì thật sự là tiền nào của đấy, thơm lắm. Rất là dai, rất là to, nhai miếng nào được gọi là chất lượng miếng đấy. Đúng là tôm hùm, thật là tuyệt vời lắm anh em ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nhá. Còn bây giờ thì bye bye.